Việt Nam 12-29 rút ngắn, Vàng Anh và Phượng Hoàng. Cuốn sách được giới thiệu dành tặng những ai vươn lên từ nghịch cảnh, những ai đang loay hoay trong nghịch cảnh, và những ai có thể sẽ không may rơi vào nghịch cảnh đang được giới trẻ rất quan tâm. Dù mùng 6 tháng 3 mới là ngày Hoàng Thùy Linh tổ chức ra mắt sách ngưng tự truyện Vàng Anh và Phượng Hoàng của cô đã đang được các trang bán sách online giao bán, giới trẻ cũng đổ xô tìm kiếm và mua rất nhiều. Trong lời giới thiệu của cuốn tự truyện, Hoàng Thùy Linh viết: "Tôi cảm kích những ai đang cầm trên tay quyển sách này, vì như vậy là họ đã chấp nhận nghe tôi kể chuyện, bất kể họ có chia sẻ và thấu hiểu tôi hay không, thì chỉ ít tôi đã được lắng nghe, điều mà tôi không dễ dàng có được. Trong 10 năm qua, tôi mong rằng câu chuyện của mình sẽ là một chút cảm hứng cho những ai gặp nghịch cảnh mà lâm vào bế tắc. Tôi chân thành muốn đến bên họ và dành cho họ một cái vỗ vai động viên, để nói với họ rằng con đường ở dưới chân và cơ hội luôn ở trong tay mình. Sẽ luôn có người tốt sẵn sàng giang tay với bạn khi bạn gặp nghịch cảnh, nhưng trước tiên chính chúng ta phải có động lực và khát khao đứng lên thì mới với đến được những cánh tay ấy. Tôi có lẽ đã không có được ngày hôm nay nếu như thiếu đi năng lượng tích cực và sự động viên của rất nhiều người tốt. Có thể nói, nếu không có nghịch cảnh thì không biết tôi có được gặp họ và được chứng kiến những tình bạn, tình người chân thành đến thế với mình hay không. Ước mơ của tôi vẫn còn ở phía trước và chắc chắn tôi sẽ cần thêm rất nhiều sự ủng hộ của mọi người để tiếp tục chinh phục nó. Cuốn sách này vì thế như một lời hứa với các bạn đã yêu mến tôi và với chính tôi. Từ đống cho tàn năm nào, Phượng Hoàng sẽ bay lên. Nó sẽ mở toang cửa lồng, xông vào thế giới giông bão ngoài kia. Có thể người đời sẽ lại ném đá nó, có thể bão tố sẽ một lần nữa nuốt chửng nó, nhưng nó là Phượng Hoàng và Phượng Hoàng phải bay lên trong sự trầm trồ của đám đông. Tôi không thể dối mình để cả đời đóng vai Vàng Anh dễ thương an phận. Tôi phải bay, phải sống, ai cũng phải chết một lần, nhưng chí ít cũng phải thật sự sống một lần. Hơn 10 năm trước, Hoàng Thùy Linh là tâm điểm của một scandal ồn ào, có lúc tưởng chừng không đứng dậy nổi. 10 năm sau, Hoàng Thùy Linh đã có đủ sức mạnh để đứng lên ngay chính. Từ nơi bạn đã ngã xuống, bạn sẽ làm được. Vàng Anh và Phượng Hoàng là những dòng chảy tự sự trên những biến cố của một cô gái, một người nghệ sĩ nghiêm túc với công việc của mình. Trong quyển tự truyện này, tuyệt nhiên không có sự oán trách những sự kiện trên trời rớt xuống đời mình, không oán trách những người đã gây ra sự cố tưởng như nhấn chìm Linh, cũng không có bất cứ lời giải thích nào. Nguồn Việt Nam.